Hi, lại là Phước Sửu đây cả nhà. Ngày hôm nay Phước Sửu sẽ giới thiệu cho quý chị một siêu phẩm tại dự án Zeitgeist nhà bè. Nói đến Zeitgeist nhà bè thì có khá nhiều khách hàng quan tâm và biết đến một loại biệt thự, đó là biệt thự song lập. Đây là mặt tiền trước của cái căn biệt thự này nhé. Đối với cái căn biệt thự này, diện tích của khuôn viên là ngang 10 dài 20 và diện tích xây dựng tầm khoảng là ngang 8 dài 15. Và ngày hôm nay Phước Sửu sẽ giới thiệu và đưa quý anh chị đi tham quan căn biệt thự này nhé. Rồi bây giờ mình cùng let's go, mình đi xem căn biệt thự này nhé. Điều đầu tiên mà Phước Sửu muốn giới thiệu cho quý anh chị là một cái phía trước nhà là một gara xe, có thể là đậu được một chiếc 7 chỗ hoặc là xe địa hình. Và bây giờ là mình cùng đi vào cái khuôn viên sân vườn nha. Đây là khuôn viên sân vườn, xung quanh thì khá rộng rãi và ở đây thì gia chủ đã trồng khá nhiều loại cây và trồng cỏ. Nơi đây thì khá thoáng mát để cho quý anh chị có thể là dạo bộ thư giãn sau những giờ làm việc. Bây giờ cùng với Phước Sửu mình sẽ đi dạo quanh một vòng khuôn viên sân vườn này để xem cái khuôn viên sân vườn này với diện tích bao nhiêu ha. Với cái bên hông là được chừa là 2,5 m và mặt sau được chừa là khoảng là 4 m. Thì cái khuôn viên sân vườn này khá rộng rãi để cho quý anh chị có thể là tổ chức những cái bữa tiệc BBQ, hay là mình có thể là tổ chức một cái mình làm những cái công việc ở phía sau, mình có thể là thiết kế những cái hồ bơi hoặc là hồ cá coi. Rồi một cái không gian sân vườn rất là tuyệt vời. Và căn nhà này hiện tại là đang là cái hướng là Tây Nam nên đó là nắng chiều một tí xíu, nhưng mà mặt được hai mặt tiền nha, mặt sau là hướng Đông Bắc. Rồi bây giờ cùng với Phước Sửu mình vào phía trước của căn nhà nha. Hay, và bây giờ Phước Sửu sẽ mời cả nhà đi vào bên trong để khám phá nội thất cực kỳ đẳng cấp của căn biệt thự này nha. Rồi vừa vào bên trong thì quý anh chị sẽ có một cái tủ giày rất là đẹp luôn. Nơi đây là tủ giày, mình để có thể chứa khá nhiều loại giày dép và mình có thể là treo những cái vật dụng khi mà đi từ xa về. Và ở đây là một những bảng điều khiển về điện nước, hộp gen sẽ nằm ở đây. Và vừa bước vào khuôn viên của cái nội thất bên trong của căn nhà thì đây là gian phòng đầu tiên. Gian phòng đầu tiên này là một gian phòng nhỏ dành cho người giúp việc hoặc là mình có thể là thiết kế làm kho. Gia chủ đã là bố trí là có mấy ống chờ máy lạnh đầy đủ. Quý anh chị mình nếu mà có sử dụng thì mình có thể là lắp máy lạnh là vào là sử dụng ngay. Rồi bây giờ mình sẽ vào cái không gian của phòng khách. Đây khá rộng rãi nha cả nhà. Với không gian phòng khách trực diện ra cửa chính như thế này thì là một cái không gian cực kỳ thoáng. Và ở đây thì mình có thể sinh hoạt gia đình nè, xem những buổi chiếu phim, hay là tổ chức những cái tiệc BBQ, hay là kết nối bạn bè tình yêu thương ở nơi đây. Rất là đẹp luôn. Một cái không gian phòng khách khá rộng rãi. Gia chủ đã bàn giao những cái hệ thống đèn nè, rồi có quạt trần. Và kết nối với lại phòng khách là một cái cửa để đi ra mặt bên hông, như cái khuôn viên sân vườn mà Phước Sửu khi nãy có đưa mọi người đi ra rồi, thì khá thoáng mát và rộng rãi luôn. Rồi từ cái sân vườn bên ngoài thì mình có thể là kết nối vào phòng khách, một phía bên tay phải và phía bên tay trái là một cái phòng ăn. Với cái công suất này thì có thể là công suất của phòng ăn này thì có thể là ngồi lên đến 20-30 người luôn. Khi mà có những cái tiệc tùng bạn bè thì quý anh chị khách hàng thì có thể là tiếp đón khách hàng một cách rất là dễ dàng và rộng rãi ha. Rồi bây giờ mình quay qua cái gian bếp. Một cái gian bếp rất là rộng rãi, và với cái gian bếp này thì kết nối ngay với phòng khách và kết nối ngay với lại là phòng ăn, bàn ăn. Và nơi đây là như quý anh chị là khá rộng rãi luôn, và chủ đầu tư bố trí đầy đủ những cái tiện nghi. Đây là lò nướng vi3, vi sóng ha, đây là bếp từ ha, rồi đây là hệ thống máy rửa chén ha, rồi có đầy đủ luôn. Và ngay đây thì mình có thể là thiết kế một cái máy rửa chén nè, rồi ở đây thì hộc rửa chén 2 ngăn, trên này là hệ tủ cao khá rộng rãi, nguyên theo một cái chữ L luôn, để cho quý anh chị có thể là sử dụng nguyên một cái gian bếp với chứa khá nhiều là thức ăn và có thể chế biến nhiều món. Và đây chủ nhà đã bàn giao nguyên một hệ tủ. Đây, hệ tủ này mình thì có thể kéo ra luôn, nó đơn giản luôn cả nhà, và mình sử dụng mà mình có thể là thành nhiều ngăn, từ ngăn đá đến ngăn mát thì khá rộng rãi và rất là cao, nên là quý anh chị có thể là sử dụng ngay và tức thời luôn. Rồi bây giờ đây là một không gian thoáng mát của tầng trệt, khá rộng rãi, và ngay của cái tầng trệt này luôn thì cameraman sẽ đi vào để xem là cái tầng trệt, mặc dù là tầng trệt nhưng mà toilet mình có thể là sử dụng để là vệ sinh và tắm luôn, nên nó là rất là tiện lợi khi mà có những bữa tiệc dành cho đông người. Rồi bây giờ mời cameraman đi lên trước để mình khám phá không gian của tầng 1 ha. Không gian của tầng 1 thì có đến 3 phòng ngủ luôn. Tại không gian của tầng 1 thì sẽ là kết nối hài hòa với thiên nhiên. Rồi bước lên tầng 1 thì mình sẽ có ở đây là giống như là một cái lô gia hay là một cái giếng trời. Nơi đây thì mình có thể là để những cây đàn, mình trồng những loại hoa, loại cây, hoặc là mình có thể là chiêm ngưỡng về cái sân vườn hồ cá coi bên dưới. Với cái hướng là cái hướng tây tây nam nên hơi nắng chiều một tí xíu, nhưng mà nhìn rất là thoáng và đẹp, và cái từ cái vị trí của mình thì nó kết nối rất là gần cái lớp house ha. Rồi bây giờ thì Phước Sửu cùng với cả nhà vào cái phòng master bedroom. Đây là một phòng lớn nhất của căn nhà này, và với một tầm view khá đẹp. Với tầm view này thì mình có thể là kết nối thẳng ra cái dãy biệt thự bên kia là 12,5 x 20, 12,5 x 20, và nhìn xéo bên góc bên kia đó là một cái club house. Ở khu này thì đến 3 club house, và trong club house có hồ bơi nè, phòng tập gym nè, karaoke, pizza, rồi có những cái tiện ích cực kỳ đẳng cấp, và có đến 3 club house như vậy, có cả hầm rượu vang dưới đất, rồi có những cái điểm check-in trên cao để có thể là uống cà phê. Rồi đây là cái phòng master bedroom ha. Với cái phòng master bedroom này khá rộng rãi, quý anh chị có thể là làm dùng làm phòng ngủ và có thể là kê thêm bàn làm việc. Rồi bây giờ mình qua cái gian phòng nằm trong gian phòng master bedroom. Đây là phòng tủ quần áo, là chủ nhà đã là trang bị đầy đủ tủ quần áo cao tầng, gồm 2 tầng ở trên cao và dưới thấp, và một điều đặc biệt là có một cái toilet cực kỳ rộng rãi luôn. Tất cả cái hệ thống thiết bị vệ sinh ở đây là cực kỳ cao cấp. Chủ đầu tư dùng thiết bị là Toto nha. Rồi có một cái bồn tắm nằm cực kỳ xịn sò luôn. Vòi sen thì massage. Rồi đây mình có thể là thiết bị vệ sinh ở đây, và bên này có một cái phòng tắm gọi là phòng tắm đứng nữa, để mình không muốn tắm nằm thì mình tắm đứng, và có 2 cái thiết bị vệ sinh Toto luôn. Thì đây là giống như là một cái gian phòng master bedroom lớn nhất của cái căn nhà này, và khá rộng rãi. Ở ngoài này thì có thể là mình thay đồ khô, hoặc là mình trang bị những cái bàn giống như là bàn trang điểm. Rồi khá đẹp phải không? Bây giờ mình tiếp theo là vào 2 cái phòng ngủ của tầng 1. Riêng cái tầng 1 này thì có đến 3 phòng ngủ luôn cả nhà. Thì đây sẽ là một cái phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh này thì gọi là dùng chung cho 2 phòng ngủ ở mặt sau này. Thì tổng cộng phòng này tầng 1 này sẽ có đến 3 phòng ngủ, nhưng mà có 2 nhà vệ sinh. Thì đây là một cái gian phòng ngủ mặt sau. Tuy là một cái gian phòng ngủ nhỏ, nhưng mà ở đây có đầy đủ tất cả những cái tiện nghi, và như mọi người nhìn thấy thì có 2 tầm view, một tầm view bên hông thì nhìn xuống hồ cá coi, và mặt sau là nhìn về một con đường, nhìn về cái nhà phố ngang 7 và 17. Và ở đây thì như mọi người nhìn thấy thì trang bị hệ thống máy lạnh đầy đủ, và có hệ tủ âm tường đầy đủ hết luôn nha, nên khá xịn sò. Rồi thì tha hồ là anh chị có thể là sử dụng đầy đủ công năng cho một cái căn nhà. Rồi đây là một cái phòng ngủ thứ 3 trong tầng 1. Với tầng phòng ngủ thứ ba này cũng có một tầm view khá đẹp luôn. Với tầm ngủ này, phòng ngủ này thì nhìn trực tiếp về một cái con đường luôn. Với cái phòng ngủ này thì như mọi người nhìn thấy thì khá mát mẻ và rộng rãi rồi này. Ở đây thì hơi riêng tư một tí xíu nhưng mà không kém phần sang trọng, đầy đủ. Chủ đầu tư cũng bàn giao đầy đủ là có tủ quần áo, máy lạnh và hệ thống máy lạnh, rồi có những cái hệ thống điện đầy đủ luôn. Rồi bây giờ là cùng với Phước Sửu mình lên tầng 2, tầng trên để mình có thể là mình xem cái tầng trên cùng gia chủ bố trí như thế nào nha. Với cái căn nhà này thì có thể là thiết kế ở cho đến khoảng 3 đến 4 thế hệ luôn cả nhà, bởi vì khá rộng rãi luôn. Rồi cái phòng đầu tiên mà Phước Sửu và cả nhà vào tham quan đó là một cái gian phòng khách, tiếp khách ở bên trên, khá rộng rãi luôn. Phòng ở trên cao với cái tầm nhìn rất là thoáng, nhìn về bên kia là một cái hồ bơi, hồ bơi của cái lớp hậu A31. Và về những cái tiện ích của cái khu này. Và với cái gian phòng này thì mình có thể làm dù làm phòng khách, tiếp khách cho những cái lúc mà đông người, hoặc là ở đây thì mình có thể là bố trí thêm phòng ngủ cũng được luôn, khá dễ dàng bởi vì gia chủ đã làm hệ thống điện đầy đủ và có cả chờ của cái ống máy lạnh luôn rồi. Và ở đây là chắc hẳn là một cái tín đồ của những cái người gọi là về thờ cúng, thì đây là một gian phòng thờ khá rộng rãi luôn. Với cái gian phòng thờ này thì mình kết nối trực tiếp ra một cái sân thượng luôn. Đây, ra sân thượng thì khá đầy đủ rồi. Ở đây thì khá thoáng và tầm view cực kỳ rộng rãi. Với cái sân thượng này thì tha hồ anh chị có thể trồng nhiều loại cây xanh và kết nối ra cái cung đường và nội khu của dự án, có vỉa hè và trồng cây xanh đầy đủ luôn. Với cái cung đường 12m thì xe hơi tránh nhau thoải mái và có thể là đầu xe hơi phía trước, nên những gia chủ mà khi ở căn nhà này thì từ 2 đến 3 chiếc xe hơi mình có thể sử dụng thoải mái trong khu công viên này. Và hiện tại đơn vị quản lý của cái căn nhà này là Savo nha quý anh chị, nên là quản lý cực kỳ tốt và có nhiều cái cách quản lý và có nhiều cái chương trình để hỗ trợ cho cư dân một cách rất là hài hòa và hợp lý. Là ở đây sẽ có một cái toilet và cũng như những cái thiết bị ở dưới là Toto, và có bồn tắm đứng, vòi sen massage. Và mặt sau của cái tầng 2 này sẽ có một cái phòng ngủ. Vậy là căn nhà này có đến khoảng 4 phòng ngủ và một phòng cho giúp việc, và tất cả các phòng ngủ đều có tầm view. Mà đa số thì tất cả các gian phòng ngủ đều có 2 tầm view, 2 cửa, là kính đều thoáng và có những cái hệ thống máy lạnh này, tủ âm tường. Rồi bây giờ mình ra mặt sau. Đây là một phòng có máy giặt đầy đủ và lô gia mặt sau ha, hay là còn lại sân thượng mặt sau. Thì ở đây thì kết nối với đường nội khu 12m, và mặt sau của cái đường nội khu 12m 7x17 kia sẽ là một cái dãy shop house mua sắm đầy đủ sầm uất luôn. Thì đối với cái căn biệt thự song lập 10x20 này sẽ có một cái mức giá cực kỳ hấp dẫn. Quý anh chị xem qua kênh của Phước Sửu để đánh giá sản phẩm này, đây có phải là sản phẩm cực kỳ tuyệt vời hay không, và là nơi đầu tư tốt hay không. Thì cảm ơn quý anh chị xem qua kênh của Phước Sửu, đồng thời quý anh chị inbox cho Phước Sửu để có một cái lỗ hàng đầy đủ, vừa là cho thuê nè, vừa là mua bán sang nhượng, và đặc biệt có những cái phân khu thứ hai chuẩn bị mở bán sẽ là một cái nơi gọi là đưa cho quý anh chị tìm hiểu và đầu tư cực kỳ hấp dẫn đối với khu đô thị 350 hectare này nhé. Rồi Phước Sửu xin chào và hẹn gặp lại.